Shop quay phim khui lại gói hàng nhận lại hoàn ha. Rồi shipper mới giao tới ha. Còn nguyên hết ha. Hộp này 0.0 à. Rồi khách hoàn trả về nè. Không có anten nha. Hộp của người ta móp méo nè. Không xài nữa trả về, phải trả nguyên về bạn chứ trả gì móp méo nè. Rồi không có anten luôn nha. À, mất anten luôn. Trước mắt là thấy mất anten rồi nha. Đây ha. Trong đây là không còn gì nha. Rồi không còn gì trong đây ha. Rồi giờ shop sẽ tiến hành cắm thử vô máy ha, coi cài còn hoạt động tốt không. Trước khi gửi thì là shop có test rồi ha, có video test và đóng gói. Rồi đây ha, đây là số phần cứng của cạc nha, thì nó sẽ trùng với lại APID ha, trùng với lại cái clip trước shop test nha. Rồi. Số này trùng trên phần mềm luôn nha, phần mềm sẽ check ra cái số này nha. Đó, gửi là gửi thiếu anten rồi nha, trả hàng thiếu anten. Rồi cài hoạt động tốt ha, hoạt động tốt thì Zalo mới lên được nha. Rồi ở đây nhận đúng ha, Redcom. Redcom là viết tắt BSM ha, 94360. Rồi ngày tháng hôm nay ha. Rồi địa chỉ của shop, router địa chỉ của shop ha, hoàn toàn giống ha. Rồi số Red ha. Số trên cạc nhận nha. Rồi chỉ có cái là không biết sao là mất anten nha, mất 3 cái anten. Rồi giờ sắp xem gỡ điện thoại ra khỏi giá và đưa lại gần để xem ha. Rồi 6FAA nha, B8E85640 6FAA. Rồi ha, bắt con.
Rồi trả hàng nhưng mà thiếu. Đây ha, dòng ABA đi dòng kế cuối nha, hoàn toàn giống như trên phần mềm chất ra nha, cà còn sử dụng tốt nhưng mà bây giờ khách nó gửi về là thiếu đồ nha. Rồi đây, rồi shop sẽ up cái video này lên.